Và phía sau lưng của vườn hồ đây là một cái áo của một phi hành gia, người mà đầu tiên đặt chân lên mặt trăng trên một cái chiếc tàu Apollo 16. Với cô bác của anh chị biết đây là một cái con tàu mà để có tên là SpaceX, để hỗ trợ cho các phi hành gia ở không gian vũ trụ á. Để cái con tàu này nó có nhiệm vụ là nó sẽ chở những cái thiết bị thí nghiệm nè, tiếp tới những cái thiết bị thí nghiệm cho các phi hành gia trên vũ trụ. Ôi, cô bác anh chị thấy nó to không? Và cái con tàu này nó đã ở trên cái không gian vũ trụ đó 99 ngày ở trên cái không gian để nó làm cái nhiệm vụ đó. Và cái con tàu này nó tên là SpaceX Dragon, có nghĩa là tàu con rồng ha. Ôi, cô bác anh chị thấy nó to mà lớn rồi không? Và thật sự thì mình vô đây thì mình mới thấy cảm thấy là mình thật nhỏ nhỏ bé khi mà khám phá một cái bảo tàng khoa học ngay tại thành phố Los Angeles của tiểu bang California. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Sáng ngày hôm nay thì Bùi Hồ sẽ thực hiện một cái chuỗi hành trình ngay tại thành phố Los Angeles, đó là sẽ đi tham quan những cái áo mặc của các phi hành gia ở ngoài không gian ở cô bác anh chị. Và để thực hiện cái chuyến hành trình đó thì Bùi Hồ sẽ mua một ly cà phê ở cửa hàng cà phê Starbucks ngay tại đây. Và cô bác anh chị biết ở Việt Nam thì cũng rất là nhiều nhiều quán cà phê Starbucks như thế này. Còn ngày hôm nay thì trước khi đến đây thì chị của Bùi Hồ cũng đã đặt ở trên mạng rồi, cũng đã đặt trên mạng và đến đây chỉ việc nhận cà phê và uống thôi. Còn một cái thói quen đó là sáng sớm ở Việt Nam thì Bùi Hồ phải uống một ly cà phê để bắt đầu một cái công việc mới. Còn bây giờ thì để order một ly cà phê Starbucks ngay tại Mỹ thì như thế nào? Mời cô bác anh chị cùng vô đây ha. Đi anh ha. Đó. Rồi uống cũng nha. Món gì? Ngon ha. Mà giống giống. Dạ. Đi chị ha. Đây một ly cà phê nè. Cái này là bao nhiêu đồng chị? 6 đồng. 6 đồng ha, ly cà phê này 6 đồng. Mình nhìn tưởng nó ly cà phê sữa nhưng mà cái vị nó cà phê đen. Như cà phê đen sữa. Dạ. Ở Việt Nam của mình đó là loại sữa của mình làm. Dạ. Mình phải đặt bề cô rồi kiểu. Và bây giờ tiếp tục hành trình. Cảm ơn anh chị. Thì cũng sau một cái hành trình di chuyển với một cái đoạn đường khá là xa và Bùi Hồ đến một cái địa điểm mà chắc có lẽ là rất là nhiều cô bác quý chị ở Việt Nam cũng bất ngờ. Một cái địa điểm mà mang tên đó là Bảo tàng khoa học ngay tại tiểu bang California của nước Mỹ. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là một cái chiếc giống như là một cái chiếc máy bay vậy hả? À, cô bác quý chị không biết Bùi Hồ gọi ở trong quân sự thì gọi đây là cái chiếc gì. Nhưng mà theo một số thông tin thì Bùi Hồ tìm hiểu được đây là một cái chiếc, nó có tên Việt Nam, nó giống như là một cái con chim đen trên bầu trời vậy á, trong quân sự của Mỹ. Và cái chiếc này á thì được làm từ titanium đầu tiên, và từ cái thân á, cái vỏ là làm từ hợp kim titanium. Và bây giờ không nói nhiều nữa, mời cô bác các chị cùng với Bùi Hồ vào trong để mà tham quan cái viện bảo tàng khoa học ngay tại tiểu bang California của Mỹ ha. Và đây là cái bãi đậu xe phía trước nè cô bác anh chị. Và khi mà vào cái bãi đậu xe này đó thì phải mất hết 20 đồng. Không nói nhiều nữa thì không đợi cô bác quý anh chị đợi lâu. Thì bây giờ Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị vào bên trong để mình tham quan viện bảo tàng khoa học ngay tại California, một nơi mà tất cả các bạn đặt chân đến California thì đều phải đặt chân đến để trải nghiệm ha. Các anh chị thấy một cái chiếc xe nó đang ở trên cái cọng dây thừng không? Và ở đây là trọng lượng của một cái chiếc xe này là 3 tấn đó, 3 tấn là 6.645 bao. Và bây giờ thì mình sẽ đè lên chiếc xe để mình kéo coi được bao lâu. Dạ chị. em Dạ. Ok. 1 2. Yeah. Good job. We lifted the truck. Good job. You lifted the truck. Nice.
Ở đây là người ta thử cái sức mạnh của mình á. Nó giống như cái nó càng xa thì mình càng mạnh. Nó what's that called, the sine multiply, thuộc multiply. Nên nó kêu là thuộc multiply mà biết cái gì. Có nghĩa là như thế này. Cô báo chị thấy nhân 1 không? Ở đó là nhân 2, đó là nhân 4. Khi mà cái lực kéo của mình dùng cái đòn bẩy á, nó gọi là cái đòn bẩy. Chính xác là nó có đòn bẩy. Khi mà đòn bẩy nó càng xa thì lực kéo của mình nó càng nhẹ hơn. Và càng gần thì lực kéo nó sẽ, ví dụ như ở chỗ này nè, nó sẽ nhân lên 2 lần. 2 lần là cái sức nặng á, sức nặng để mình kéo là gấp 2. Còn bên kia là sức nặng của mình kéo là sẽ tăng lên gấp 4 lần. Yeah. Nó mình sẽ kéo một người thôi, kéo cũng nổi chiếc xe rồi. Yeah. Mạnh quá. Kiểu đây là cái minh chứng cho mình thấy cái lực đẩy của cái đòn bẩy á. Gần đó thì nó sẽ nhân lên 4 lần. Ví dụ ở đây là một người kéo có thể lên được, thì ở đằng đó là 2 người, và xa xa kia là 4 người kéo có thể lên một cái chiếc chiếc xe ô tô này. Nó có cái trọng lượng của nó là 3 tấn. Nó 3 tấn của bác anh chị. Đó, điều đầu tiên mà chia sẻ của bác anh chị là thấy hay rồi đúng không? Rồi bây giờ vô trong thôi. Bùi Hồ phải nói một điều, đó là vô đây thì mình mới cảm nhận cái bảo tàng khoa học của nó cực kỳ lớn luôn cô bác anh chị. Ở đây, ở trên kia là mấy bê. Cô bác anh chị biết cái chiếc gì không? Trong quân sự thì Bùi Hồ không biết nhiều chiếc như thế này. Đó, cái chiếc USAF. Nó có cái mã ký hiệu trên đó đó. Có một điều mà Bùi Hồ muốn chia sẻ cô bác anh chị á, là trong cái viện bảo tàng khoa học này không có bán vé nha, vô hoàn toàn miễn phí, và mình chỉ tốn phí là 20 đồng cho một cái lần độ xe đó. Và cô bác chị thấy vừa hồi đang đi trên thang máy và gần tới một cái chiếc F20 rồi kìa. Cái chiếc này nhìn ở ngoài trước có một phi công nha, có một phi công ở trước luôn. Và bây giờ thì người ta do là viện bảo tàng nên người ta chỉ trưng bày lại cho mình xem thôi. Yeah. Oh, cái này là cái gì đây? Nha. Yeah. Sau lưng của Bùi Hồ đây là một cái giống như là một cái tàu con thoi đầu tiên vậy cô bác anh chị, để đưa vào vũ trụ để khám phá cái không gian vũ trụ. Thì cái con vật mà đầu tiên để đưa vào vũ trụ và để khám phá trên đó, đó là một cái con tinh tinh. Và cái con tinh tinh này nó có tên tiếng Anh đó là Ham. Và con tinh tinh này nó sẽ ngồi ở trong cái khoang này đó. Sau khi phóng lên thì con tinh tinh này ngồi trong cái khoang này, và sau đó thì nó sẽ trở về trái đất. Và đây là một cái số hình ảnh mà người ta nó đưa con tinh tinh vô này, cô bác có chị thấy không? Nó giống như là một cái làm một cái thí nghiệm để mà thực hiện cái nhiệm vụ là khám phá không gian của vũ trụ. Và khi mà con tinh tinh á nó đặt á, thì con tinh tinh nó sẽ ngồi ở trong này, được cố định bởi những cái sợi dây như thế này. Con tinh tinh nó sẽ ngồi trong đây nha cô bác có chị. Đây. Nó sẽ ngồi ở trong cái khoang này, và trong cái khoang này nè. Hả? Cũng khá là hay ha. Và bây giờ mình quanh kia đi tiếp thôi. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là một cái áo của một phi hành gia, người mà đầu tiên đặt chân lên mặt trăng trên một cái tàu Apollo 16. Và cái tên phi hành gia này có tên là một phi công tên là Thomas McKinley. Đó, cho nên ông đi lên tàu Apollo 16. Và theo thông tin thì Bùi Hồ đọc được đó, thì cái chiếc áo này của bác anh chị nó dày đến 21 lớp đó, 21 lớp và đến 185 pound. Nếu như mà cân trọng lượng 185 pound ở trên trái đất mình ha, tại vì cô bác anh chị biết là khi mà ở trọng lượng của con người ở mỗi hành tinh khác nhau á, thì cái trọng lượng nó sẽ khác nhau. Bùi Hồ ví dụ như ở cái video clip trước á, Bùi Hồ có chia sẻ rằng là cái trọng lượng của Bùi Hồ trên mặt trăng á, thì nó khoảng chừng 20 mấy pound thôi, còn trọng lượng ở trên trái đất thì nó đến 100 mấy chục pound. Đó. Cái hình vuông nó giống như một cái cây cân nha. Bùi Hồ sẽ bước lên đây nha. Đó. Cái này trọng lượng của bạn ở trên mặt trăng á, đúng không chị ha? Dạ, đúng rồi. Đó, đây. 25 pound. 12 kg. Lên mặt trăng này cái trọng lượng của mình nó sẽ nhẹ xuống, bớt lại. Tại vì cô bác anh chị biết là trái đất nó có lực hút mà. Và Bùi Hồ chia sẻ như thế này. Đây là cái hành tinh ở trong cái hệ mặt trời của mình á, cái trọng lượng của
của Bồ Hồ ngay tại trái đất đi thì khoảng 65 kg đó, thì đổi lại đơn vị bao thì nó khoảng trăm mấy chục bao á. Và ở đây người ta có một cái cây cân đó. Ví dụ như cân ở ngay tại một cái hành tinh này nè thì cái trọng lượng của mình nó sẽ ứng ở đây đó. Đây mình sẽ đặt chân lên đây và mình cân ở đây. Và mỗi hành tinh như vậy thì cái trọng lượng của mình nó sẽ khác nhau, nó không có giống nhau như cô bác anh chị. Đó, thì trọng lượng ở mỗi hành tinh khác nhau thì nó sẽ khác nhau là do lực hút của trái đất và các yếu tố khác nữa. Đó, thì cái áo này nè ở trên mặt đơn là 185 phao, thì một phao nó khoảng nửa kg thì nó khoảng 70 kg cô bác anh chị, và được trang bị 21 lớp. Nó 21 lớp. Và cái chiếc áo này nó có nhiệm vụ là hỗ trợ cho những cái phi hành gia ở trên cái mặt trăng á, sẽ chống khỏi bức xạ nhiệt của mặt trời nè, rồi khỏi chống những cái thiên thạch nó rơi trúng, và kể cả trang bị oxy. Và đây tí xíu thôi các bác chị, và phía đây chỉ là một cái chiếc áo thôi. Qua đây tí xíu, và khi mà phi hành gia lên á thì phải có thêm cái đây là cái nón ha, cái nón. Và đây là hai cái bao tay để làm nhiệm vụ ở trên cái con tàu Apollo ha. Vậy đây là cái giống như cái bình mang ở ngoài sau lưng á, cái túi mang ở ngoài sau lưng để hỗ trợ oxy ha, và hỗ trợ những cái khác nữa, mà cái chiếc để người ta thí nghiệm á, thí nghiệm ở. Nhưng mà cái áo này nó chỉ có 20 phao thôi. Nó nặng khoảng 10 kg thôi. Và người ta dùng để làm nhiệm vụ thí nghiệm, chứ không phải đưa ra ngoài không gian vũ trụ. Và để đưa ra ngoài không gian vũ trụ thì cái áo này nè, nó mới đưa ra ngoài phục vụ không gian khám phá vũ trụ. Còn cái áo này để người ta huấn luyện, người ta thí nghiệm thôi. Qua đây nè cô bác chị thấy nè. Đây. Đây nha. Oh. Đây là một cái con tàu vũ trụ có tên là Juno. Và đây là người ta chỉ mô phỏng lại chỉ có tỷ lệ là 1/4 thôi. Nó có nghĩa là bằng 1/4 cái con tàu thật thôi. Và cái con tàu này cái con tàu Juno này đó nó đến để nó khám phá cái sao mộc vào ngày 4/4/2016. Đó, cái con tàu này nó đã đặt chân đến sao mộc rồi. Đây là cái dòng dạng như cái mô hình cho người ta tham quan biết về cái không gian của vũ trụ đó. Còn đây là các mảnh vỡ của các thiên thạch đó cô bác quý anh chị. Ví dụ như đây là một cái mảnh vỡ của thiên thạch được gớt ngay tại tiểu bang New Mexico. Thông tin với cô bác quý anh chị là ở đây cái New Mexico là một cái tiểu bang của nước Mỹ chứ không phải là Mexico như cô bác quý anh chị biết ha. Thì cái trọng lượng của cái viên thạch nhỏ này là 151.3 gram, tương ứng với lại 0.34 pound. Dạ. Yeah. Còn cái này nó rớt ở cái viên này thì nó rớt ở Nam Cali. Cái viên bự này là nó rớt ở Mexico này. Người ta nhặt được ở Mexico đem về triển lãm cho mình biết. Này giống như ở Nam Phi. Yeah. Còn cái viên thiên thạch này nó đẹp không? Cô bác anh chị thấy nó đẹp không? Cái viên này thì được nhập ở Chile á. Cô bác anh chị thấy không? Ở đây là các hành tinh ha. Các hành tinh trong không gian. Và để nhìn được các hành tinh này đó thì sẽ qua nhiều loại kính khác nhau. Và không biết là cô bác anh chị biết đây là những cái tần số dao động của radio, của microphone, của những cái tần số nó khác nhau á. Và ở đây thì vừa hộp cứ thấy là người ta sẽ như thế này, người ta sẽ quay như thế này đó. Người ta kiểu giống như là cảm nhận tần số dao động hay sao. Để tao xem tí xíu ha. Với cô bác anh chị biết đây là một cái con tàu mà để có tên là SpaceX để hỗ trợ cho các phi hành gia ở không gian vũ trụ á. Để cái con tàu này nó có nhiệm vụ là nó sẽ chở những cái thiết bị thí nghiệm nè, tiếp tới những cái thiết bị thí nghiệm cho các phi hành gia trên vũ trụ. Và cô bác anh chị thấy nó to không? Và cái con tàu này nó đã ở trên cái không gian vũ trụ đó 99 ngày ở trên cái không gian để nó làm cái nhiệm vụ đó.
Và cái con tàu này nó tên là SpaceX Dragon, có nghĩa là tàu con rồng ha. Các bác anh chị thấy nó to mà lớn rồi không? Và thật sự thì mình vô đây thì mình mới thấy cảm thấy là mình thật nhỏ bé khi mà khám phá một cái bảo tàng khoa học ngay tại thành phố Los Angeles của tiểu bang California. Cô bác các chị thấy quan sát nó một tí xíu à? Nó rất là lớn đúng không? Và đây là theo người hồ được đọc thông tin thì đây là một cái giống như là một cái động cơ. Một cái động cơ dùng để đẩy cái tàu con thoi có tên là SSMA lên cái không gian. Và sau khi thực hiện nhiệm vụ nó đẩy con tàu này ra rồi thì nó sẽ tách khỏi con tàu con thoi ra đó. Và cái lực đẩy của nó, cô bác anh chị biết là khi mà nó đốt là nó đẩy cái con tàu con thoi này, thì lực đẩy của nó là khoảng 1.500.000 pound hả? Và đẩy trong vòng 8.5 hay vậy đó. Và để nhiên liệu mà đẩy đó không phải là xăng dầu mà là từ hydro hóa lỏng và oxy hóa lỏng. Và sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong đó thì nó sẽ tách ra và có những cái bình nhiên liệu gì đó nó sẽ tách ra và nó sẽ rớt xuống đại dương. Và cô bác quý chị biết là bùi hồ nhìn lên thì rất là nhỏ hơn so với cái con tàu này nè. Đây nè cô bác quý chị thấy không? Trời ơi trời, nhìn cái hệ thống của nó nè. Nó dùng để đẩy cái con tàu con thoi đó lên đó. Nó giống như là một cái phần động cơ để mà đẩy lên thôi. Qua đây đi tí xíu ha. Đó. Cô bác chị thấy không? Dạ. Qua bên đây nè. Thấy chưa? Nó rất là hầm hố, cầu kỳ và phải nó cực kỳ chi tiết mà cô bác của chị. Đây là cái chiếc thiệt nha, chứ không phải là cái chiếc mô hình mà giống như ở cái phía trước mà Bùi Hồ quay cho cô bác của chị xem. Bùi Hồ đến đây á, để chia sẻ cho cô bác các anh chị biết được luôn. Cái thời gian của mình thì dành để đi quay và chia sẻ đi cả trải nghiệm cảm nhận và cho cô bác các anh chị hiểu thêm về nó giống như là một cái khám phá vũ trụ của Mỹ ở NASA ha. Và những cái đoạn video như thế này á, là đây là những cái thước phim rất là quý mà cô bác các anh chị nào mà có cái đam mê về vũ trụ á, đam mê về khám phá thiên văn á, cô bác anh chị thấy những đoạn video này không phải dễ có được. Ở ngoài đó là môi trường không trọng lực nha cô bác anh chị, có nghĩa là không, các phi hành gia cứ lơ lửng ở trên không nhá, là người ta sẽ có một cái câu hỏi mà khi cô bác anh chị xem á thì thấy rằng là ở ngoài đó thì các phi hành gia sẽ đi vệ sinh như thế nào nè, rồi ăn uống như thế nào, hoặc là những phi hành gia khi mà buồn khóc thì nước mắt nó sẽ rớt như thế nào, đánh răng như thế nào, hoặc là vệ sinh cá nhân sẽ như thế nào, thì có rất là nhiều câu hỏi. Và trước khi để thực hiện một cái nhiệm vụ không gian như vậy á thì các phi hành gia phải huấn luyện cực kỳ khắc khe và sức khỏe thì phải nói là cực kỳ tốt, tại vì sống ở môi trường không trọng lực các kỳ cô bác các chị biết là với một cái thời gian nhất định á thì cái chiều cao của mình nó sẽ tự động tăng lên, tại vì ở trái đất thì có một cái lực hút của trái đất đi, thì khi mà cái lực hút của trái đất đó thì cái chiều cao của mình nó phát triển ở trên cái trái đất khác, còn cái chiều cao phát triển ở trên những cái không gian môi trường không trọng lực thì nó sẽ khác nữa. Biết đâu mai mốt có người Việt Nam làm ở NASA thì sao? Dạ, sẽ có người Việt Nam làm ở NASA thôi. Và tương lai thì mình không biết trước được điều gì, không, và tin chắc rằng là sẽ có người Việt Nam ở NASA. Rồi cô bác chị nãy giờ cô bác chị xem thứ phim ở đó đúng không? Thì đây là người ta mô phỏng lại toàn bộ cái khu vực mà để phóng cái con tàu này lên cái trạm vũ trụ á, thì nó cũng có những cái máy rồi nó lực đẩy nó lên đó, kiểm tra rồi lắp ráp để cho nó hoàn thiện. Houston là ở tiểu bang Houston luôn hả chị ha? Tiểu bang Texas ha, thành phố Houston. Mình không có tưởng tượng được cái chiếc này nó to như cỡ nào luôn. Nó đó, cô bác của chị thấy con người nó xíu xiu ở dưới không? Nó bắt đầu nó sẽ gáp vào, nó sẽ đưa vào cái bệ phóng. Mình không tưởng tượng được. Thôi, cô bác của chị xem tí xíu vào đây. Cái này, anh cái này nó sẽ rớt xuống biển đúng không? Cái này nó sẽ rớt, nó tách ra. Nó sẽ tách ra so với con tàu con thoi. Nó sẽ nằm nhiệm vụ ở trên không gian thì cái phần này nè, nó sẽ tách ra. To lắm cô bác của chị thấy không? Nó dài nè. Trời ơi là trời. Đây, Bùi Hồ sẽ đi qua đây cho cô bác chị thấy nó dài đến cỡ nào luôn á.
cái nó nằm ở bề phóng nè. Thì sau khi phóng thì cái phần này á, nó sẽ nằm ở trong cái vũ trụ. Và cô bác của chị thấy nó có hình giống như dần ống không? Không biết thì theo Bùi Hồ nghĩ nó có đúng hay không nha. Nó giống như cái khoang này cho các phi hành gia họ sẽ làm nhiệm vụ ở trên đó đó. Cái khoang nhỏ nhỏ trong kia kìa. Bây giờ người ta sẽ kiểu là người ta sẽ mổ xẻ ra coi cái mô hình ở bên trong nó như thế nào để cho cô bác của anh chị được biết luôn. Đó. Và cái phía bên đây nè, đây anh em. Cái phía bên đây là cái tên lửa. Cái tên lửa cỡ nhỏ đó dùng để hỗ trợ cho cái việc mà phóng cái tàu con thoi nó lên nó lên trên vũ trụ. Và cái tên lửa đó là người ta sẽ mô phỏng lại là nó nằm ở hai bên này nè. Đó, hai bên hông đó đó. Đó. Ở trong một cái viện bảo tàng khoa học ngay tại California này thì rất là lớn. Và nó chia là thành những cái khu khác nhau. Và Bùi Hồ mới vừa đi một cái khu rất là nhỏ về nói về khoa học ngay tại NASA cho cô bác chị biết. Cũng mong rằng là sau này ở NASA có một người phi hành gia từ Việt Nam ha. Và đây là đoạn clip rất là ngắn là chia sẻ cho cô bác quý chị được biết một đôi nét về phi hành gia cũng như là cái trạm phóng những cái con tàu con thoi lên. Mặc dù là nó chưa đầy đủ lắm nhưng mà mong rằng đây là những cái thức phim mà cho cô bác quý anh chị sẽ hiểu và Bùi Hồ sẽ diễn giải những bằng những cái ngôn ngữ gọi là với cái hiểu biết hạn hẹp của mình để cho cô bác quý anh chị biết. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở một cái